Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing thông báo tiến hành công việc chuẩn bị cho kế hoạch phóng tàu vũ trụ Starliner có người lái lên trạm vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 5 tháng 6 tới. Trước đó, tàu Starliner đã vào vị trí phóng tại trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, một máy tính trong hệ thống trên mặt đất đã kích hoạt lệnh tự hủy phóng tàu. NASA cho biết các nhóm kỹ sư đã làm việc suốt đêm để đánh giá các thiết bị hỗ trợ mặt đất tại bệ phóng gặp sự cố trong quá trình đếm ngược, qua đó xác định lỗi ở một bộ nguồn cung cấp điện cho hệ thống cạc máy tính điều khiển các chức năng khác nhau. Ổ chứa bộ nguồn điện bị lỗi đã được tháo ra, kiểm tra và thay thế bằng một ổ dự phòng. Theo kế hoạch, khi tàu Starliner được phóng và đi vào vũ trụ, hai nhà du hành trên tàu sẽ thử nghiệm điều khiển tàu bằng tay. Dự kiến Starliner sẽ đến trạm vũ trụ sau chuyến bay kéo dài khoảng 24 giờ.